Hello, chào cả nhà. Mời cả nhà vào đây nghe cái thằng khùng khùng điên điên này nó ẳng. Các bạn nhìn này, nó có địa chỉ đàng hoàng không? Nó ngồi ấy, nó chửi mình. Hello, hello, chị khỏe không? Chị khỏe, cảm ơn em. Lim chơi đi. Buồn cười quá, lần trước chị nên xả nói cái triple O thành triple one, xong mấy người hỏi là tại sao lại là triple one, lại là ba số không, nói lộn. Ai cho tiền tao theo sơn bộ. Chào chị Lê Xả, chào các em, chào tất cả mọi người. Nhìn Lê Xả nhá, nhìn đây. Xem mấy thằng này hại lắm. Nói để cho mọi người xem một tí để mình nói nó. Mấy thằng điên ở bên này, nhiều cái thằng như này nó. Vậy à, cấm à? Thế em gặp tờ thủ tướng Úc á, kêu nó đừng có mang cờ đỏ. Mẹ, mấy cái thằng điên, lũ điên này. Ông nói về vấn đề là ở Úc này không được mang cờ đỏ. Cầm cờ à? Nó bảo là thì vẫn cái video lần trước nên xả cho mọi người xem đấy, nó đang nói. Chào cả nhà nhá. Nghe một tí xong rồi mới ra sửa. Trời ơi, nó đe nó đá cho mình. Nó nghe tiếng Ly Xả lâu rồi, hôm nay mới biết. Công lao của tao. Công lao, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Sao mày ngu thế? Sao lại bảo lãnh cộng sản sao? Cờ vàng treo ở nước ngoài kệ mày. Ôi giời ơi, bố với một cái thằng điên này. Rồi á, con cháu của tao thế thứ ba thứ tư nó mới lấy. Hello, chào các bạn nhá. Mấy thằng chống cộng hải ngoại này, tao Lý Xà Vũ khắc tinh của bọn cờ vàng đấy. Ok, đến đây tìm tao. Là bọn chó, mình không nghe nó nói thì thôi, mình cứ nghe đấy, nó nói là mình lộn cơ lên cơn điên rồi.
Nó bảo là gọi về Việt Nam đi, xong rồi nói là nếu mà ai mang cờ vàng thì không được cái cờ của người ta là đại diện cho cả một nước. Chúng mày đi đi về Việt Nam, chúng mày có cầm passport, có cầm hộ cái gì nhỉ, xin nhập vào Việt Nam có cờ của Việt Nam không? Có đó, đúng không? Xin thị thực có cờ của Việt Nam mà, tại sao chúng mày cầm về làm cái gì? Đó, bố cái bọn chó. Hello, hôm nọ Lisa nói nhầm, nói triple O. Lisa nói thành triple one, xong có mấy bạn mà hỏi Lisa là tại sao lại nói là triple triple one là ba số không. Nói lộn, nói nhầm, tại mình nghĩ ở bên Mỹ là cái gì nhỉ? 911 à? 911, xong mình cứ nghĩ đến 11, thế là mình nói luôn là triple one, không phải ở Úc này emergency là triple O, ba số không chứ không phải là ba số một. Là gọi lên đấy là ví dụ như ai trong nhà có cái chuyện gì đấy thì mình gọi ba số không lên, thì bắt đầu người ta mới hỏi mình là cần cảnh sát hay là cần 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 xe cứu thương. Đại khái cho nó về Việt Nam giống con ma. Bọn đấy nó muốn về Việt Nam nó đâu có về được đâu. Thằng này nhìn xa xa giống con ma, nhìn gần gần giống trần dần. Cho nó về Việt Nam uống vaccine phóng phóng dai. Chị hôm nay rực rỡ quá. Ồ vậy hả, mặc áo đỏ mà. No. Để hôm nào lên sàn, Lisa may được một cái cờ rồi chưa cho ngôi sao vàng vào. Để hôm qua Lisa nghe cái này xong rồi Lisa mới đúng rồi triple O em. Yeah. Người ta có mấy cách gọi, một gọi triple O hay là gọi là triple zero cũng được. Mình cứ nghĩ đến 911 xong rồi mình đi mình nói là triple one. Ở đây triple O không phải one. Chúc chị một ngày tốt lành. Chị cũng chúc em một ngày thật được vui vẻ nhé. Ai cho tiền thuê chém tao bụt hết đồ vàng đi, tao làm sạch. Có tiền anh em tao làm sạch. Đúng rồi, bọn ấy đáng ra đó, như thế này này, đáng ra đó, nó trân trọng, nó quý cái cờ đấy thì đáng ra nó phải cất đi, để nó giống như là ông bà mình chết mình cũng để lên ban thờ mình thờ, chứ mình đâu có bê ra ngoài đường để cho thiên hạ người ta phỉ nhổ vào đâu, đúng không? Nhưng mà cái bọn này nó ngu lắm, nó cứ điên điên khùng khùng á. Ngày xưa đó, tại vì nó làm như thế để nó chống hàng hóa của Việt Nam vào đây, vào Úc, và khắp các nước, nó chống hàng hóa của Việt Nam, nó bảo vệ hàng hóa của Trung Quốc. Cái bọn đấy là bọn tay sai của Trung Quốc, của Mỹ, cứ thằng nào có tiền cho nó là chúng nó làm hết à. Các bạn hiểu không? Ví dụ như là mấy người người ta buôn bán hàng hàng quán ở ngoài kia kìa. Ví dụ như là không có làm theo cái ý của nó thì nó quay ra nó nói người ta là cộng sản. Cho nên mấy cái người người ta buôn bán người ta rất sợ chúng nó. Các bạn hiểu không? Tại vì ở đây không như Việt Nam. Ví dụ nơi Hoa Kỳ ơi, sorry nhá. Không như Việt Nam bảo là khi mà mình làm một cái thúng cái mẹt ra ngoài cửa mình ngồi mình bán là mình có một gian hàng. Ở đây nó rất là nhiều tiền, đủ các loại tiền, cho nên là khi mà người ta không muốn dây vào cái bọn này. Mới hơn nữa người ta buôn bán người ta lại cần khách. Khách thì khách ở đâu? Khách, nếu ví dụ như bán cho người Việt thì phải cần khách Việt, thì người ta nói là khách hàng là thượng đế mà. Cho nên đôi khi có nhiều người người ta sợ chúng nó là như vậy. Chứ còn những cái dạng như là Nisa hay là những cái người không buôn bán, không dây mơ dễ mỏi má đến chúng nó thì coi chúng nó là cứt hết à. Nisa nói thật á, mình nói thật á. Bởi vì sao? Mấy cái thằng chống cộng này, chúng mày chửi cộng sản tao nói cho mày biết này, ở Úc này này,
tiền thuế của chúng tao á trích ra để cho cái cộng đồng đó vui chơi, hiểu chưa? Cho nên chúng mày á, câm mẹ chúng mày mồm đi, đừng có há mồm mà nói nữa, đập bỏ mẹ chúng mày đấy, có giỏi đến đây gặp tao, đừng có suốt ngày ngồi đấy đe mới chả dọa cụ nhà chúng mày. Nghe tới cộng sản té đáy mà la hoài. Ừ, mẹ cộng sản chưa vào tới nơi tục con mẹ chúng mày quần ấy chạy rồi sang đây còn còn hại hại người dân Việt Nam nữa. Tại sao mình đi vì mình muốn lo cho gia đình mình có công ăn việc làm rồi á, cuộc sống nó ấm no hơn. Mình sang đây tại sao, lý do gì mà Lisa ghét cái bọn này? Bởi vì mình nhìn thấy thực tế là chúng nó, những cái chuyện chúng nó làm không có lợi gì cho người dân Việt Nam hết. Trong khi mình phải hy sinh cái bản thân mình đi ra nước ngoài mình sống để mình có tiền mình gửi về cho gia đình này kia các thứ, thì chúng nó làm những cái chuyện như thế để cho dân Việt Nam không có công ăn việc làm, đúng không? Thế thì hỏi các bạn là mình có điên tiết không? Đó. Nhiều người người ta không để ý đến cái chuyện này thì người ta ở kệ mẹ chúng nó muốn làm cái gì nó làm. Nhưng mà mình bây giờ đấy, vài năm về đây ấy, mình không đi làm nữa, thì mình ở nhà mình có thời gian, cho nên này nhân tiện lại có cái Facebook này, cho nên bao nhiêu cái nỗi uất ức từ mấy chục năm nay về đây rồi, nên xả mới bây giờ nên xả mới ngồi nên xả tính với chúng nó, các bạn hiểu không? Chứ thực ra chẳng có ai dỗi hơi như Ni xả đâu, hiểu không? Nhiều người người ta cũng mặc kệ, người ta cũng lo làm lo ăn, lo đóng bill, đóng tiền này để tiền kia, chả ai người ta hơi đâu, người ta lên đây người ta ngồi người ta chửi nhau với chúng nó cả. Thế nhưng mà tại vì mình cũng, cái thứ nhất là Liên Xà hay để ý vào những cái chuyện này, cái thứ hai nữa là mình sống ở đây mấy chục năm rồi, mình nhìn thấy những cái chuyện chúng nó làm như là một cái đống cứt á, các bạn hiểu không? Nếu thực sự nó vì người dân Việt Nam á, nó đã không chống hàng hóa của người dân Việt Nam, mấy năm về đây trở về đây hàng hóa Việt Nam mới được nhập vào đây, mới có bún có này có kia các thứ, ai mà có đủ đủ bản lãnh, có nghĩa là mình biết làm những cái hàng hóa mà ở bên này người ta thích ấy, thì mình có thể mình làm sao mình nhập sang đây, rồi có người người ta nhập vào. Bây giờ chúng nó không có đi biểu tình như ngày xưa nữa, chứ ngày xưa các bạn có biết không, chúng nó mà ngửi thấy ai mà làm ăn buôn bán với người ở Việt Nam là bắt đầu chúng nó cầm kéo cờ đến chúng nó biểu tình người ta đó. Cũng cũng giống như là những cái người người ta làm ăn là người ta mời ca sĩ ở Việt Nam qua đây hát á, xong rồi chúng nó ra chúng nó bảo người ta là chắc là mấy cái người đấy không cho chúng nó không không bón cơ bón cái gì cho chúng nó, cho nên chúng nó cú chúng nó xui mấy cái ông bà già đến đấy cầm cờ để biểu tình, nhưng mà đâu có ai thèm để ý đến chúng nó đâu, mẹ đứng xa mãi tít tờ đầm. Xong rồi đá nào cũng sáng, đá nào cũng sáng, còn người ta trẻ con nó chui vào đấy nó chơi nó nhảy múa hát ca ầm ĩ này, còn nó nôi nôi mấy cái ông bà già đến ngày gặp ông bà rồi nó nôi người ta ra nó đầy đọa ở giữa đường giữa chợ, trời thì lạnh đó các bạn thấy không? Đấy, cái bọn lũ khốn nạn nó như vậy. Cho nên nhiều cái tại sao như rằng phải nói ra, tại vì mình sống ở đây lâu rồi, mình nhìn thấy mình quá hiểu rồi. Hơn nữa cái luật pháp ở bên này mình không, dù cho dù mình không biết nhiều đi chăng nữa mình cũng phải biết ít, đúng không? Mình sống ở đâu mình cũng phải hiểu được luật pháp, các bạn hiểu không? Ngày xưa cái thằng ấy nó đi nó tuyên truyền, nó lên lớp học nó tuyên truyền, nó cũng làm ở trong cộng đồng á, chủ tịch cộng đồng cái gì đấy, xong nó bảo chứ Việt Nam là cái gì à, toàn mua bằng mấy này mua bằng giả mấy này kia các thứ à, xin lỗi những người mình đang sống ở cái đất Úc này đi, ở đây có người bán bằng không, suy nghĩ đi rồi hãng nói, ok muốn mua bằng gì cũng có hết đó. Rồi những người đi lên đấy đi học học mấy tiếng xong rồi ký giấy ký tên xong chuồn con mẹ nó đi chỗ khác để làm gì vậy? Đó, suy nghĩ xem. Mình không muốn, tại vì người Việt Nam mà mình sống ở đâu mình cũng dùng
cái đầu óc để mình sống, để mình kiếm miếng mình ăn đúng không? Nên Sà không muốn nói về những cái chuyện đó. Thế nhưng mà những cái thằng chống cộng ấy, chúng mày á đừng có bịp người ta nữa, hiểu chưa? Tự hiểu đi. Mẹ còn mấy cái thằng á, cờ vàng ấy rồi á, đi ăn cắp tiền ở cái gì ấy, Trần, ở cái chỗ buôn bán mua bán địa ốc ấy. Thế mấy cái đứa đấy ở đâu đó, đi tù đó, sung sướng chưa? Chúng mày tử tế đéo gì đâu mà nắm chuyện, bố mấy thằng chó chết. Cái gì mi Úc có tham nhũng không? Ở Ba Que tôi đã sống ở tư bản, còn hiện giờ về làm ăn ở Việt Nam. Ở đâu mà không có các bạn ơi, chỗ nào mà không có. Mình sống ở cái tầng lớp nào ấy, nó cũng có cái gian lận, cũng có cái ấy ở cái tầng lớp đó. Lý do mà ở đây nó mình không nhìn thấy bởi cái sự tinh vi, cái sự gian lận nó tinh vi lắm, mình không thể nhìn thấy được đúng không? Chỉ khi nào á mình rơi vào cái hoàn cảnh đó thì mình mới hiểu được thôi đúng không? Nên những cái người đi nào mà tiền mặt ấy, xong rồi không đóng thuế ấy, có phải gian lận không? Những người ăn trợ cấp ấy, gian lận, xong rồi hai vợ chồng sống nhau xong rồi tách form ra, có phải gian lận không? Đó, con vừa mới lớn một cái lấy mẹ nó địa chỉ khác ấy, có phải gian lận không? Đó, có cái gì mà không gian lận? Rồi vợ chồng đang sống với nhau á, bỏ mẹ nó nhau đi, xong về Việt Nam kiếm một con này, một thằng gì đấy bảo lãnh, xong rồi bắt đầu lấy tiền của người ta, cái đấy có phải gian lận không? Đó, suy nghĩ đi, mẹ đừng có lừa nhau nữa, mẹ lộn rồi. Thực tế đi, có mấy cái đứa thì mới mới qua đây á, thì mới mới qua đây thì thấy cái gì cũng đẹp, giống như cái con hoa hồng Thái Hoàng ấy, thấy cái gì cũng dồi ôi sung sướng. Nhưng mà sống đây đây lâu đi rồi từ từ sẽ hiểu hết, cái gì nó cũng có hết đúng không? Mình ở cái tầng lớp nào thì nó có cái gian lận ở cái tầng lớp đấy, chỗ nào cũng có đúng không? Càng những cái ở đây á, nên sẵn nói cho các bạn biết á, càng hiểu rõ về luật đấy thì mình lại càng gian lận được nhiều đúng không? Ngưỡng mộ chị Hải Phòng. Ngưỡng mộ chị Hải Phòng là không nòng vọng. Không phải cái tính của mình á, mình có cái gì tức á, mình không nói mình không chịu được đâu. Dân Hải Phòng là vậy mà, có cái gì là tương luôn, chửi nhau là chửi luôn, đấm nhau là đấm luôn, không không có lòng vòng. Cho nó về Việt Nam uống. Thằng này nhìn anh gì, thằng đó chưa ngừng hay sao mà em nghe thấy còn ngang ngẳng thế chị? Nó nói dài lắm, nhưng mà lần trước nên xả cho các bạn nghe có một nửa thôi, còn hôm nay nó vẫn nói, nó nên xả vẫn để đấy, nên xả vẫn xét vào. À, vẫn gì vẫn cái gì đó không biết nói, mà xét vào là gì, có nghĩa là mình giữ cái video của nó, tại vì nó nói nó đưa Ni Sà lên xong nó nói là nó đấm vào mặt Ni Sà, mà trong cái video của nó có địa chỉ của nó. Nó hôm nào mình buồn buồn mình lên đấy mình chơi cũng được, mình đứng trước mặt nó xem nó dám đánh mình không. Đấy là chẳng may ví dụ như có một chuyện gì nên đấy chơi thì đi thôi, chứ còn cái dạng nó là không xứng đáng để nói chuyện với Lê Sa đâu. Bạn nói cho cả lũ nó hiểu, nó sắp không chỗ ở bởi đó Việt Nam mình đưa vào. Nó suốt ngày nó nói cờ vàng ở đây không 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 cấm mang cờ vàng, tại sao cờ vàng chúng mày cứ phải đi theo cái cờ Úc làm sao? Sao ngày xưa ấy, Mỹ nó sang Việt Nam á, nó đâu có bê hai cái lá cờ đâu. Hả? Có phải rõ ràng nó xâm lược không? Tại vì cái cờ ở đâu ấy, nó cắm ở đâu có nghĩa là biểu hiện là nó đã chiếm được cái vùng đấy rồi. Nó đâu, bọn Mỹ nó có bao giờ nó cầm hai lá cờ nó đi đâu, ngay cả cái xe của nó nữa. Các bạn có thấy không?
Khi mà nó lái xe, nó lái ở trong thành phố ấy, nó có bao giờ nó cắm hai cái lá cờ, nó ghép cái cả lá cờ 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 ba sọc với bỏ mẹ được, nó ba que xỏ lá nó ghép, tại vì chúng nó chỉ tham lam thôi, tham nhũng thôi đó, ăn cắp ăn trộm xong bán ra ngoài, tuồn ra ngoài bán ra ngoài thôi, nó đâu có chịu chiến đấu đâu. Nếu mà thực sự mà nó mà anh hùng như chúng nó nói ấy, thì cộng sản đâu có thắng được nó đâu, bởi vì nó quá tệ cho nên nó mới như thế. Thật sự với mọi người là nói đi thì nói lại, mình cũng phải cảm ơn những cái thằng 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 chống cộng ở đây một tí, tại vì á Lisa là một cái đứa rất là ngây thơ. Mình sống ở Việt Nam, mình qua đây mình không bao giờ mình nghĩ đến chính trị cả, các bạn hiểu không? Thế nhưng mà tại vì chúng nó hoạt động, chúng nó ở bên này, chúng nó chống cộng, trong khi chả có cộng gì ở đây cả, mà chúng nó cứ chống người Việt thôi. Đó. Nó tỏ ra chúng nó là mạnh, cho nên là nó cứ bắt nạt những cái người Việt ở đây này, nó không cho người ta nói nên cái gì hết. Ai mà nói trái ngược lại với chúng nó dí cho người ta cái câu là cộng sản để chúng nó hoành hành người ta. Đó. Cái thứ nhất khi mà Niên xả sang đây một cái, mình rất là thèm nghe tiếng Việt, các bạn hiểu không? Cái thời gian đó thì sao mới qua đây ít người Việt lắm. Mẹ mình lại không sống ở gần cái khu người Việt Nam. Thế mình cũng hay mò mẫm rồi nghịch ngợm rồi này kia các thứ, thì mình tìm được cái đài của Việt Nam ấy. Thì vừa mới mở lên một cái thì đã nhiều lần đi sao cũng kể rồi. Thì nó nói là cái gì giặc miền Bắc vô đây bàn tay nhúng đẫm máu rằn đồng bào. Mình là hả? Tại sao lại vậy? Từ lúc đó bắt đầu Lisa mới để ý đến chính trị, để ý đến chiến tranh Việt Nam ngày xưa. Chứ thực sự ngày xưa mình mới tự hỏi mình là lý do tại sao nó lại gọi mình là giặc miền Bắc vô đây. Trong khi mình sống ở ngoài miền Bắc, mình phải chạy bom đạn như là cái gì ấy, phải đi sơ tán. Rồi cả cái thành phố mình bị oanh tạc như vậy, tại sao nó lại bỏ mình là giặc miền Bắc vô đây làm sao? Bắt đầu từ đấy đi giảm mới đi tìm hiểu thì mình mới lại càng căm ghét nó, các bạn hiểu không? Thế rồi á, chúng nó lại kỳ thị dân miền Bắc, kỳ thị, rồi nó nói dân miền Bắc nhiều khi vào những cái bàn tiệc hay là cái gì á, nên chẳng nghe thấy nhiều người người ta nói nghe lộn ruột lắm, nhưng mà mình người lịch sự mà, cho nên mình cũng chẳng thèm cãi nhau người ta làm gì, mình cứ để thế, để xem là mình từ từ mình tìm hiểu xem cái chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ đó trở đi Ly Sàm mới để ý đến cái chuyện chiến tranh Việt Nam, các bạn hiểu không? Cho nên khi mà sau này bây giờ thì mình rảnh rỗi rồi, ngày xưa thì mình đi làm đi ăn rồi đâu có quan hệ với ai nhiều, rồi cũng chẳng chơi với ai, cũng chẳng có thời gian với lại nhiều khi nói chuyện với ai. Về cái chuyện này thì cũng phải, ví dụ mình muốn nói về chính trị thì mình phải vào cái nơi nào nó về chính trị mình mới nói được chứ. Thế thì mấy chục năm sau ấy, chẳng hạn bây giờ ấy, mình rảnh rỗi rồi, con cái lớn rồi, mình có thời gian rồi, bắt đầu mình lại càng để ý đến những cái chuyện này. Thì mình lại nhân tiện có cái Facebook, cho nên mình mới nói. Nghe chị này nói ok. Ok. Cảm ơn mọi người, ok. Đây nào cũng là một cái tâm sự một chút xíu về cái chuyện giống như là cờ quạt đó. Chẳng hạn vậy, thì thật sự ra khi mà Lisa từ ở Việt Nam qua đây, Lisa không hề biết cái lá cờ ấy là cái gì cả. Chưa bao giờ nhìn thấy, nói thật như thế. Hoặc là mình có nhìn thấy nhưng mà mình không có để ý. Tại vì cái tính của mình không có để ý về ba cái chuyện linh tinh. Cho nên là có thể là mình nhìn qua nhưng mà mình không có cái gì mà khắc vào cái đầu mình cả. Cho nên mình không biết cái đó là cái gì cả. Về sau mình mới từ từ mình đi tìm hiểu. Tìm hiểu thì mới vài năm về đây thôi, nên sao mới đi tìm hiểu bằng tiếng Anh về chiến tranh Việt Nam á. Thì mình mới xem nhiều, bắt đầu mình mới hiểu, từ từ mình mới hiểu dần ra
Nên giờ không phải 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 xem từ ở bên Việt Nam thì mình học rồi, không nói làm gì rồi. Còn ở bên này á, Lê Xả chỉ có xem của người Mỹ thôi. Người Mỹ nó nói không lẽ nó là cộng sản đúng không? Để mình nói để mình so sánh cái sự thật mình đã từng trải qua và những cái gì người Mỹ người ta nói xem là có đúng không? Thì sự thật nó là như vậy. Các bạn hiểu không? Nếu như mà ai mà cảm thấy rằng cộng sản người ta giống như là người ta gì nhồi sọ thì mình hãy tìm hiểu của người Mỹ đi để mình hiểu đi, vài năm về đây nên nên sao mới biết thôi, nói thật với các bạn là như vậy. Cho nên khi mà mình càng tìm hiểu mình càng hiểu ấy thì nghe chúng nó sủa mình lại càng ghét thì mình lại càng phải muốn nói ra đúng không? Xin chào Lisa, chào các bạn nhé, chào Hiếu Hoàng, chào tất cả các bạn. Thì đấy là nói là như vậy, chứ còn sự thật cái lá cờ ấy nó đâu còn nữa đâu, đâu có ai công nhận nữa đâu, đúng không? Bây giờ mấy cái ông mà cứ suốt ngày tranh nhau là cờ quạt mấy này cái gì cờ ba que mấy là cái cờ của Việt Nam rồi này kia các thứ, vậy thì tại sao các ông lại chạy? Tại sao lại bỏ chạy? Bỏ chạy xong rồi sang đây bây giờ ngồi hát ngồi mát hát yêu Tổ quốc. Nghe nó vô lý không? Xong rồi xui mấy đứa trẻ con ấy, đi vào tù vào tội. Nói chúng mày có phải là cái lũ khốn nạn không? Chúng mày có phải cái lũ chỉ có đi hại người Việt Nam thôi. Chúng mày nè, hơn 40 năm nay chúng mày sang đây, chúng mày cầm cờ, chúng mày chống hàng Việt Nam để chúng mày bảo vệ cái thị trường cho Trung Quốc. Đến bây giờ tại sao Trung Quốc nó mạnh như vậy? Là nhờ ơn của chúng mày nữa. Đúng không? Trung Quốc đâu có đứa nào, đâu có cái nước nào vào đây chạy cạnh tranh với nó được được bằng Trung Quốc đâu. Thái cũng chỉ được vài ba món hàng thôi. Làm sao mà lại được với Trung Quốc? Chúng mày ăn ăn hàng Việt Nam à, ăn hàng Trung Quốc mấy chục năm nay rồi. Vài năm trở về đây mới có hàng hàng Việt Nam thôi. Đó. Hàng hàng đồ biển sang đây chúng mày đi ra chúng mày biểu tình chúng mày nói là Việt Nam ô nhiễm môi trường, thế thì bố đứa nào nó dám ăn, có phải chúng mày hại người ta không? Đó, chúng mày nói là đừng gửi tiền về để cho việc cộng sản nó mạnh rồi nó này kia các thứ, chúng mày có phải hại người ta không? Bố mẹ tao tao không gửi cho bố mẹ tao gửi cho mà cậu mày, bố mẹ thằng chó. Thế cho nên là lên sàn sang đây lên sàn thấy chúng nó hoàn toàn chúng nó làm những cái chuyện mà trái ngược lại, trong khi mình phải ra đi để làm gì, để mình có tiền mình gửi về mình lo cho gia đình mình, em ông mình cũng mong muốn cho nó có công ăn việc làm, tất cả những cái người sống ở hải ngoại này còn gia đình ở Việt Nam cũng mong mình ở đây mình lo cái cuộc sống cho con cái mình ở đây, không phải suy nghĩ gì về anh chị em ở Việt Nam nữa đúng không? Rất là nhiều người ngồi xuống nói chuyện này bảo rồi Việt Nam á suốt ngày gọi phone sang xin tiền này kia các thứ. Thế bây giờ Việt Nam có những cái đứa em, đứa cháu, đứa này kia các thứ chúng nó có công ăn việc làm thì nó đâu cần phải gọi phone sang đây xin tiền nữa. Đúng không? Thế nhưng mà hơn mấy chục năm nay rồi, cái lũ cờ vàng ba que sỏ lá chúng mày chống hàng Việt Nam, bảo vệ cái thị trường của Trung Quốc. Đúng không? Mà trong khi Trung Quốc người ta làm ăn người ta rất là đoàn kết với nhau, người ta có bao giờ người ta cũng là cộng sản mà đâu có bao giờ cầm cờ ra để đi ra biểu tình cái thằng nào đâu, chỉ có cái lũ của chúng mày đó. Rồi á, hàng Việt Nam không không nhập được vào đây, những cái gì ở Việt Nam không nhập được vào đây, không nhập được vào thì ở Việt Nam làm gì có công ăn việc làm, cái đó là chúng mày làm cho người ta khổ, hiểu chưa? Mấy chục năm nay là tao vẫn nói rồi á, nói người ta đừng gửi tiền về Việt Nam, xong chúng mày đi ra ngoài kia chúng mày đại nhạc hội quyên góp gửi về cho cái cụ tổ nhà chúng mày à, thế chúng mày không gửi về Việt Nam mày gửi đi đâu? Chúng mày bảo à, quyên góp để giúp những người nghèo lũ lụt ở Việt Nam rồi này kia các thứ đó, rất là nhiều lần Lisa đã từng nói rồi mà lần nào cũng phải nói để cho chúng nó giằng cái tai ra, tại vì chúng nó già rồi chúng nó điếc con mẹ nó hết rồi. Nên mình phải nói nhiều ở để cho nó chào các bạn.
phải phải nói nhiều vào, lúc nào cũng phải nói để cho chúng nó mở cái mắt ra. Lúc đi sẽ nói nào, mọi người có thấy không? Chúng nó bảo là đừng gửi tiền về Việt Nam, đừng gửi tiền về cho Cộng sản, nhưng mà ngược lại chúng nó suốt ngày chúng nó mở đại nhạc hội ở đây, quyên góp, xin tiền, đấu giá. Xong rồi mấy người người ta ở đây cũng buồn lắm chứ, cũng cũng muốn đi chơi, đi bời, đi nhảy, đi nhót, đi vào đấy người kia quyên góp thì người này cũng phải sĩ diện, cũng phải quyên góp rồi này. Ví dụ bán đấu giá cái chai rượu thì cũng chỉ đáng mấy chục bạc thôi, nhưng mà ông này sĩ diện với bà kia rồi nó thành ra mấy trăm chẳng hạn vậy đấy. Rồi chúng nó bảo là chúng nó quyên góp để giúp cho người ở Việt Nam, nhưng thực tế trong khi nó kêu mình đừng gửi tiền về giúp cộng sản, nhưng nó lại làm như thế. Thế hóa ra chúng nó cũng là cộng, mẹ nó cộng sản rồi gì đó. Chú Cầm Nguyễn, Nguyễn Việt gì, ba que đợi thì về cầm cờ ba que ở Việt Nam xem. Có giỏi thì bây giờ mấy cái thằng ba que sọt lá, nếu chúng mày mới thực sự anh hùng như thế, suốt ngày hát cái bài thà chết cho quê hương, mẹ tiên sư cộng sản chưa vào á, trái bố nó rồi mà suốt ngày còn 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 ăn ngẳng cái bài đấy, nghe không biết cứ ngượng cái lỗ mồm, nghe không biết người ta cười cho. Nói thật á, những cái người mà lính người ta nhìn thấy người ta cũng chán cái đội quân sọc sạch hết rồi, đúng không? Chả há giống ai cả, suốt ngày tự an ủi mình bằng ấy, cầm mấy cờ đấy, xong rồi ấy, bắt đầu kiểu như là ngày xưa làm nhiều tội lỗi quá, xong rồi bây giờ cứ cố bám vào cái chữ tự do để tự biện hộ cho mình ấy, để cho nó đỡ 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 tội lỗi. Ba que bôi trắng thành đen, bôi đen thành vàng. Ngày xưa nó mô tả Việt Cộng là quái vật, bởi Việt Cộng đu một một nhánh đu đủ không gãy, nhưng đánh chúng nó đu càng bỏ chạy ra tận hải ngoại rồi quay lại sủa. Đúng rồi đó. Ôi dồi ôi, Ly Sảng nghe nhiều cái chuyện đó buồn cười lắm. Rồi nói là Việt Cộng thế này thế kia, mà trong khi nó nói cái gì bộ đội đi vào đấy cướp hết đồ rồi này kia các thứ, trong khi Ly Sảng xem ở trong những cái clip của Mỹ, nó nói về những cái ngày đấy đấy, toàn những là thằng lính Cộng Hòa vác súng đi vào trong đánh bom, xong đi vào trong đấy, xong trước mắt trước tiên vào đấy một cái nhìn xung quanh xem có cái gì không, xong rồi sau đó bắt đầu hôi của, thôi con mẹ nó hết rồi đâu nữa mà đến lượt bộ đội vào. Câu sập sệnh cũng hay nữa. Thì đúng rồi, chả giống ai cả. Rồi ôi, suốt ngày khoe là anh hùng, nói không sợ người ta cười cho. Nó cứ làm như những cái người đi 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 chiến tranh Việt Nam bây giờ người ta chết hết rồi, người ta mù, người ta không nhìn thấy chúng nó làm cái trò gì. Mẹ đừng nói ra nữa còn đỡ nhục, nói ra người ta chẳng lẽ người ta lại chửi ở mặt cho, đúng không? Ở trên 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 phim đài bọn Mỹ nó phỏng vấn đó, nó phỏng vấn bọn bọn lính lính Mỹ đó, nó bảo mày nghĩ gì về bọn lính Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa. Nó bảo chứ tao không biết nói làm sao cả, tại vì chúng nó không muốn đánh, chúng nó không muốn làm thì chúng ta sang đây làm để làm cái gì, không bản thân, tại vì đơn giản thôi, vì chúng nó đi lính vì tiền mà, chứ nó đâu phải đi lính về về để mà đánh đuổi có gì đâu, nó đâu có, nó chỉ vì tiền thôi, nó không vì chân lý, đúng không? Chào tất cả nhà nhé, chào Bác Tâm Bùi, Hồng Trần cười đau bụng thì gửi thuốc về.
Ở bên nó nói ở Việt Nam cái gì nhiều chất độc rồi này kia các thứ, ở bên này không có à? Bên này đồ ăn có thuốc không? Có chứ sao không có, cái gì mà không có. Bây giờ các bạn biết ông đi ra mua mấy cái quả táo quả quả cam thì ở ngoài kia đẻ hàng tuần 2 tuần không có bị hỏng. Lý do tại sao vậy? Tại vì nó có thuốc. Có thuốc, ngày xưa đi giả mua cái quả mà lần trước đi giả nói quả lê về chỉ một ngày là nó bị chín rồi, mình không thích ăn chín, mình thích ăn nó rắn rắn, mà về hôm trước hôm sau bị chín luôn rồi, cho vào nấu canh. Thế nhưng mà bây giờ hả, bạn mua về cái lần trước đi giả đẻ gần 1 tuần vẫn còn cứng, không có mềm chín gì cả, chứng tỏ là nó phải có thuốc rồi, cái gì cũng có thuốc. Ngày xưa Lisa đi học cũng vậy, xong rồi cô giáo bà giáo bà bảo chứ mày có biết không, McDonald con tao nó đẻ cả 1 tuần không bị hỏng đó, bà ấy nói người người ở đây ấy, người Úc á, đừng có tưởng bên đó bọn nó mù thông tin quá. Mà thì đúng rồi các bạn, tại vì cái băng đảng của chúng nó chỉ dạy nhau như thế thôi. Chẳng hạn như cái thằng này nó bảo tao sẽ cái gì, tao nhìn thấy tao đánh đánh cái người nào mang cờ đỏ là đánh. Bây giờ ông thủ tướng ông ấy mang ông đứng bên cạnh cờ đỏ ấy, sao chúng mày không đi biểu tình đi đó. Rồi ở bên Mỹ đấy, bên Mỹ thủ tổng thống nó đứng nó về Việt Nam nó bắt tay với cộng sản, tại sao chúng mày không biểu tình đi đó. Chúng mày thường nói là không không cấm được 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 cái gì, người ở bên này không được chơi với cộng sản, hết tổng thống thủ tướng gì nó về con mẹ nó hết Việt Nam rồi, sao chúng mày không biểu tình đi đó. Chúng mày toàn bắt nạt chính cái dân Việt Nam thôi, hiểu chưa? Người ta sợ chúng mày chứ tao sợ cái chúng mày cái này này, mẹ bọn bà que xỏ lá. Mình nói chuyện mình nói bằng tiếng khác mình nói bậy lắm các bạn mình nói tiếng Việt thì mình không nói bậy được, nhưng mà mình nói tiếng Anh hay là nói tiếng khác á, mình nói bậy lắm, không hiểu tại sao ấy. Nói tiếng Việt thì mình cũng nói được, mình không nói tục được, nhưng mà nói bằng tiếng Anh hay là nói bằng tiếng tàu á là nói bậy lắm, mặc áo đỏ cái gì mặc áo đỏ cũng gì à, tại vì lạnh quá chứ không á, nhà Lisa có màu vàng màu gì cũng có, xuống may một cái cờ để cho chúng nó đến đây chúng nó biểu tình ấy, cái mà cha chúng nó mẹ đến cái lá cờ không không được tự mình cầm cái lá cờ đi ra ngoài đường, ta đố thằng nào ấy tự cắm một cái lá cờ đến cái chỗ nào đấy, đi đâu đi biểu tình nhá, là cái gì cầm cờ là phải cầm cờ của Úc nữa. Tại sao phải vác 2 lá cờ làm cái gì? Hả? Tại vì cái đất nước này nó chủ quyền của nó. Mình ở đây là mình không được, chỉ có được cầm cái lá cờ ở đây thôi, nó là đại diện rồi. Hiểu chưa? Tại sao ngày xưa bọn Mỹ nó sang Việt Nam không thấy nó cầm 2 lá cờ nó đi ngoài đường? Có bao giờ nó cầm 2 lá cờ nó đi ngoài đường không? Tại sao chúng mày sang bên này chúng mày phải cầm 2 lá cờ chúng mày đi? Sao khổ thế? Vứt mẹ đi. Đúng không? Già thân thì già rồi làm sao mà cứ lọm khọm cứ phải bê 2 lá cờ làm gì đó, tại vì cái nước này nước của người ta không phải nước của chúng mày không có quyền cắm cờ ở trên này, hiểu chưa, chỉ được cắm ở trong cái chỗ chúng mày chơi chơi ú tim với nhau thôi. Nói bằng tiếng Anh không ngượng, ừ đúng rồi đúng rồi cái thằng con đi xã nó không biết tiếng Việt Nam mà nó về nó hỏi nó chơi với mấy thằng bạn Việt Nam ấy, dạy nó tiếng 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 Việt Nam, nó về nó hỏi nó bảo ta cái gì nhỉ, ta chặt mày ra làm ba hay cái gì đấy, nó về nó hỏi mẹ là cái gì thế cái chứ mẹ, xong rồi nó nói bậy rồi này kia các thứ. Rồi nó về những cái đấy thì chúng nó hỏng nhanh lắm. Nó không biết tiếng Việt Nam. Nhưng mà rồi cuối cùng cái thằng con lớn của mình á,
là nên sao không cho nó đi tiếng học tiếng Việt, ngày xưa nó không đi học tiếng Việt, nhưng mà bây giờ khi mà Lê Giả viết bằng tiếng Việt nó cũng hiểu hết đó, rất là hay. À, tại tiếng Việt nó cũng dễ học mà, khi mà biết nói rồi thì mình cũng dễ học lắm. Nó lệnh xin giúp xuân núp bóng, Lê Giả mặc áo đỏ, khéo không tụi nó lại có thằng ốc máu chết vì ức. Nó tức lắm. Ôi trời ơi, chỉ có mấy cái ông điên điên khủng khủng ấy mà rảnh rỗi rỗi hơi thì như vậy ấy, chỉ được cái lỗ mồm ấy. Làm được cái gì? Cái ngày xưa đấy, cái hồi mà nó đe dọa đi xà đấy, thì cái hồi đấy mới mới có Facebook, nên Facebook này thì cũng chưa có ai chửi lại chúng nó, các bạn hiểu không? Cho nên chúng nó tưởng là ai cũng cũng sợ, rồi nó tưởng cái luật nó là như vậy. Nhưng mà kỳ thật đâu có phải như vậy đâu. Mà chính ở Úc này này, ngày xưa nó còn cho treo cờ cái chỗ nào đấy, bây giờ nó đâu có cho treo nữa đâu. Nó đâu cho treo đâu. Nó lên báo ở trên Herald Sun đó. Trên báo Úc này này nó nói rồi mà, nhưng mà cái bọn đấy nó đâu có biết đâu. Nó chỉ xem báo cộng đồng thôi. Mà cái báo cộng đồng toàn báo nó phét thôi. Thì làm sao nó hiểu được? Các bạn hiểu không? Thì lúc trước thằng cha đi lính Cộng Hòa, cứ mỗi lần về phép là có một đứa con nó đẻ liên tục để được nhận tiền. Đến giờ mới có bọn ba que đó, nó như con chim đói quen việc, được đút vào mồm bây giờ không có thì đúng rồi, thật thảm hại. Đúng rồi, bây giờ thì cứ ai xui nó đi làm cái gì thì nó làm thôi. Nói thật với các bạn ở bên này á, kiếm tiền đâu phải dễ đâu, làm chặt vảy ra, đúng không? Rồi nhiều người á lại còn cờ bạc nữa. Có đứa bạn, đứa con nó về nó kể, thằng bố thì đi làm suốt ngày đi cờ bạc rồi vay tiền, rồi mẹ đi làm chặt vảy ra từ sáng đến tối mịt mới về, xong rồi có tiền đưa cho nó trả nợ, nó không thèm trả nợ, nó mang nó ăn mẹ nó hết đi, khổ chứ. Đó, vừa rồi nó biểu tình nó còn cầm cờ Mỹ đấy chị, thì đó đấy, thấy không, nó ngu. Cho nên là nó biểu tình nó đều có một cái gì rồi, cái bọn đấy nó xui, nó một là của Trung Quốc, hai là của Mỹ, nó kêu về nó quấy rối cái thị trường, cái quấy rối cái đất nước Việt Nam, cái kinh tế của Việt Nam. Nên tại vì bây giờ Mỹ với Trung Quốc đang đánh nhau về kinh tế mà, thì nó phải có một cái gì đó chứ. Ni sao không nghĩ cái thằng mà nó tiếng Anh nó cũng giỏi, nó sinh ra ở đó, thằng William Nguyễn ấy, đúng không? Nó học hành tử tế đàng hoàng, không có lý do gì nó ngu đến mức độ như vậy. Nó phải có một cái gì ở đằng sau nó. Chứ chẳng hạn như là các bạn thử nghĩ xem, ở Úc, ở Mỹ, bất cứ nơi đâu một người nào mà chết là nó phải tìm ra tận hang ổ, rồi tìm được ra như là một cái thằng luật sư gì mới chết này, nó tìm ra ngay thủ phạm nào giết nó. Tại sao năm ông nhà báo đến bây giờ không không biết ai giết, không tìm được ra, chính quyền nó cũng không tìm, lý do tại sao? Lý sao dám khẳng định chính nó làm, đúng không? Nó chính trị nó là vậy mà. Nhưng mà tại vì bây giờ Việt Nam với Mỹ chơi với nhau rồi, cho nên là nó không đến mức độ như ngày xưa nữa. Tại vì ngày xưa ấy, nó phải bảo vệ cái thị trường của Trung Quốc, tại Trung Quốc với Mỹ làm ăn buôn bán các thứ. Thì bây giờ nếu mà Việt Nam chen được chân vào nữa thì cái độ buôn bán của chúng nó phải giảm đi chứ, đúng không? Các bạn cứ nghĩ xem đúng không? Thì bây giờ nó phải bảo vệ cái thị trường của bọn Trung Quốc, của Trung Quốc, thì bây giờ nó phải làm như thế, nó phải làm ra một cái đội cầm chống cờ đỏ. Cho nên cái thời gian đó là cái thằng Trần Trường á, nó treo cờ 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 đỏ sao vàng lên, là bắt đầu nó mới đông người tới để mà biểu tình như vậy, đúng không?
Thế tại sao bây giờ tổng thống nó cũng đứng bên cạnh cờ đỏ rồi ấy, nó về nó làm ăn mấy này Việt Nam rồi, sao không có thằng chó chết nào đi ra biểu tình đi? Ừ? Bởi vì nó có một cái gì thế lực gì đằng sau nó, cho nên nó mới làm cho Trung Quốc đến ngày hôm nay Trung Quốc nó thành một cường quốc rồi. Thì bây giờ lại muốn hạ Trung Quốc xuống. Đơn giản vậy thôi. Cười vớ mồm với bạn với câu nó toàn nói phét thôi. Thì đúng rồi, nó toàn nói phét chứ nó đâu có nói thật chỗ nào đâu. Em chào chị Nisa Vũ, chào em nhé, chào Nguyễn Văn Cường, chào tất cả các bạn. Vừa rồi nó biểu tình cầm gì. Thật sự Nisa sang Úc bao nhiêu năm mà suy nghĩ cách nói ngôn từ đậm nét người phụ nữ Bắc quá. Ủa vậy sao? Thì Nisa sang Úc thì nói tiếng Anh thôi chứ sang Úc đâu có nói tiếng Việt nhiều đâu. Thì Nisa là người Bắc mà, cho nên lúc nào Nisa cũng phải nói tiếng Bắc chứ. Chứ còn ví dụ như là nhiều người miền Nam nói thật là nhiều khi mình nói những cái ví dụ như cái cốc, mình gọi là cái cốc, họ không hiểu chẳng hạn như thế, không phải là họ không hiểu. Lisa lấy một ví dụ vậy, người ta gọi là cái chén, người ta gọi là cái gì, cái ly đúng không, thì mình gọi là cái cốc. Thì đôi khi á, ví dụ Lisa có bạn bè mà người miền Nam hẳn ấy, thì đôi khi mình muốn nói cho nó nhanh để cho người ta hiểu chẳng hạn, người ta mình phải nói theo những cái dụng cụ của cái người bạn đó. Chứ còn cái âm của Lisa lúc nào Lisa cũng dùng bằng tiếng Bắc hết, đại khái vậy. Chứ Lisa không có cái kiểu như là nhẹ ra nói cái gì kiểu như là giống người miền Nam để cho nó hay hay là cái gì, không, mình không có cái kiểu đó. Nên ví dụ như là nhiều khi mình nói mình nghĩ rằng người ta sẽ không hiểu thì mình dùng cái ngôn ngữ của người ta để mình nói, chẳng hạn cái cốc, cái ly hay là cái chén này, cái muỗng hay là cái gì đó, đại khái vậy. Lũ ba quen nó nói mùng 2 tháng 9 tổng biểu tình cho lũ nó vô dọ hết chị ơi. Mấy mấy cái đứa rành con, mấy cái đứa vơ vơ vẩn vẩn không công ăn việc làm rồi, mấy cái đấy làm sao mà lật được cộng sản. Các bạn thử nghĩ xem mấy cái thằng ngay như chính như, như ở đây thôi, có bao nhiêu triệu người Việt Nam nhưng mà mỗi lần ra biểu tình có bao nhiêu mống đó, toàn những cái ông bà già hết hơi rồi, xong rồi đi ra ngoài đéo hét hò hét, xong rồi đú đởn lên với nhau đúng không, xong rồi nó cho được cái gì, chống cái gì, chống người ta phải có đầu óc, người ta phải biết suy nghĩ, người ta phải hiểu biết, phải có học thức mới chống. Mẹ chống toàn những cái lũ mẹ đi đi kiếm miếng cháo để húp, thế làm sao mà làm được, vặt được cái lông nào của cộng sản đâu. Thôi đi wax đi, không sốt ruột quá. Chào em gái, bài giảng hay, em gái phát huy nhé. Vậy Lisa không biết hay không hay đâu, nhưng mà tại vì mình bức xúc thì mình cứ nói thôi. Tại vì Facebook ấy là để làm gì, để cho mình chơi mà đúng không. Cũng giống như Lisa dám đi ra ngoài đường, Lisa dám vác cái mặt ra ngoài đường đi chơi thì mình cũng có thể mình lên nên mình ngồi mình nói được, mình đâu có làm cái gì tệ bạc đâu đúng không. Mình nói những cái gì mình suy nghĩ. Tại sao chúng nó có, chúng nó ngồi chúng nó chửi cộng sản rồi nữa, chúng nó chửi người Việt Nam rồi nó chửi đủ các thứ, tại sao mình không có quyền chửi đó, chửi mà cổ chúng nó cũng cũng được. Thùng rỗng kêu to chứ, xem ngày mùng 2 tháng 9 nó ở đâu. Yeah. Ôi trời ơi, toàn cái bọn điên ngay như ở đây á, dám làm cái gì chưa? Thủa Tổng thống Mỹ nó bắt tay Mỹ Cộng sản, nó đưa ra cả thế giới nó xem có cái thằng nào mò đến để biểu tình đâu, toàn nó phét thôi. Chào Lisa, nhìn Lisa ấm áp à, quá ở quê đang bật quạt. Ừ đúng rồi, cái tháng này tháng 7, tháng 8 là nóng lắm mà. Phương Phạm một ai trong chiếm không dám biểu tình đâu, ngày này đứa nào đại biểu
tình là đi nhà đá vì ngày quốc khánh, chống đối là knock out ngay. Đúng rồi chứ gì nữa, bố lão bố tết toàn những cái bọn ba que này. Chúng mày đừng xui người ta vào tù nữa. Ví dụ như chúng mày thực sự chúng mày á mạnh, chúng mày là một cái bọn mà cực kỳ mạnh mà chúng mày bảo vệ được cho người ta, rồi chúng mày kêu người ta đi làm những cái chuyện gì xong chúng mày bảo vệ được cho người ta ấy, thì chúng mày làm. Mẹ cha chúng mày toàn nó xui con người ta, mấy đứa trẻ con đi vào tù ấy, xong rồi cái gì thằng cha Vương Văn Thả mấy này mấy cái đứa gì đấy bây giờ ở con mẹ nó trong tù ấy, chúng mày làm cái gì được ra cho người ta chưa? Tại sao chúng mày cứ xui dại người ta vậy? Mà mấy cái người ở ở Việt Nam cũng phải suy nghĩ đi, chúng nó không phải là mạnh như các bạn tưởng đâu, chúng nó toàn những thằng nó sắp hết hơi con mẹ rồi, vài năm nữa thôi chả làm được cái gì đâu. Ở đây á, tiền nhà tiền điện tiền nước tiền phone tiền ga tiền tiền điện thoại tiền internet tiền mà làng đọng vào cái gì cũng tiền, phải lo chứ, người ta phải đi người ta lo cuộc sống ở bên này chứ, tiền mẹ đâu ra mà cứ tối ngày mà gửi về cho các mấy người để mà chống cộng sản, hiểu không? Còn bây giờ ví dụ như lật đổ được cộng sản rồi thì ai ai đứng lên làm tổng thống hả? Tìm lên xem nào, gọi Đào Minh Quân về à, hay là Trần Dân? Trần Dân á, răng nó còn không có đây mà chồng ấy. Ôi trời ơi, thấy nó như cái lỗ, như một cái tuồng chèo ấy, cái bọn ấy sao chán thế không biết. Nên sáng chỉ dỗi hơi lên đây ngồi nói chuyện thôi để cho nó đỡ tức thôi, chứ còn nữa ở đây làm gì có ai rảnh rỗi như đi xà mà lại thích ba cái chuyện chính trị như này đâu. Cũng có nhiều nhưng mà đàn bà thì ít. Chị đây sao trông tươi quá. Vậy à, hôm nào chị cũng tươi, cười cười toe toét, chả bao giờ thấy chị nhăn đấy. Đàn bà mà cứ không cười được cũng cứ nhe răng nhe cười cho nó tươi. Đúng không? Tội đấy thì phải buồn, buồn nó chân mau già. Xin chào chị Lê Sa, mến chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn của chị Lê Sa nhé. Chào ông Trần Văn, chào tất cả các bạn nha. Có ai đó lấy tên Ni Xà Vũ để xuyên tạc làm nhiều người hiểu lầm. Vậy hả? Các bạn cứ tin kệ người ta, người ta muốn nói gì nói, nhưng mà các bạn cứ tin tưởng là Lisa không phải là cái người như thế là được rồi. Chị nói câu này vui nhỉ. Câu gì em? Câu gì? Câu cứ nhe răng ra mở cười đó hả? Em ơi, thằng Tân Thái nó bảo lật đổ cộng sản, nó thuê người làm tổng thống, thuê người làm tổng thống. Nó thuê người làm tổng thống á. Trời ơi, không biết nó có tiền, nó có đủ tiền ăn nữa không mà nó đòi thuê người làm tổng thống. Một năm không biết tổng thống ở bên này á, thủ tướng với tổng thống không biết được mấy trăm ngàn một năm, mấy 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 triệu một năm lên sạc quên mất rồi, nhiều tiền lắm. Xong rồi ấy, nó chỉ làm có 4 5 năm thôi, ví dụ nó xuống rồi đấy, nó bị xuống rồi nó không được bầu nữa gì thì cái đất Úc hoặc đất Mỹ này lại phải nuôi nó cho nó hết đời luôn. Các bạn hiểu không? Mỗi một năm nó được bao nhiêu tiền rồi, rất là nhiều, mấy 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 chục trăm mấy trăm mấy triệu thì mình không biết chắc. Nhưng mà sau khi đó là sau khi nó xuống rồi á là vẫn phải tiếp tục nuôi nó, cứ vài năm lại một thằng nó lên nó làm tổng thống như thế thì cái dân Mỹ dân Úc này làm chặt vảy ra chỉ để nuôi cái bọn đấy. Con mẹ thằng Đào con mẹ thằng Đào Minh Quân về Việt Nam cứu cứu linh mục Đinh Diêm kìa, tòa án tẩn cho 16 năm. Khóc như tà máu kìa. Ủa? Ồ về hả?
Vậy là tin mừng đó các bạn, linh mục mà cho đi đi tù cho chết mẹ đi mấy cái thằng này, toàn giả vờ giả vịt đi sang đây xin tiền của mấy cái người ở bên này, người ta đi người ta sùng đạo ấy, xong rồi cứ giả vờ giả vịt sang bên này á, xin tiền mặc dù chúng nó giàu bỏ mẹ ăn được. Mình ghét không biết nó dám về đâu, về là tao giết. Ôi trời ơi, kệ nó, cho nó làm trò cười đây để cho mình có chuyện mình nói cho đỡ buồn các em ơi, chứ cái bọn đấy nó già khắm thối ra còn làm được cái tích sự mẹ gì nữa. Có cái thằng nào mà nó sang đây nó làm được, nó trẻ trẻ một tí nó làm cái trò gì ở trong cái cộng đồng ấy đâu, đúng không? Nó có làm đi chăng nữa nó cũng chỉ vì tiền nó làm thôi, nói thật cho các bạn biết. Mấy cái thằng lãnh đạo ấy nó ăn lương của nhà chính phủ nó vào đấy nó suốt ngày cắp cái cà táp đi ngược đi xuôi nát này, có cái chuyện gì quyên góp chính mắt lấy xà nhìn này. Đi vào trong cái lớp học ấy nói vài câu ấy bà ấy đưa cho 50 đồng đút đít đi ra, có phải ngu. Nãy giờ nó, mình nói thật đấy, mình đi ra ngoài ấy, ai ai mà xin tiền thế này ít khi lấy xà cho. Nên xả chỉ cho những cái người mà người ta xin để cho những trẻ con tàn tật đấy, thì cái đó thì mình hay cho thôi, chứ còn những cái thứ khác là không bao giờ lấy trả cho đó. Mình không phải là tiếc nhưng mà cho cái gì hoặc giúp ai nó phải xứng đáng thì mới giúp, nói thật là như vậy, kể cả con cái mình cũng vậy, mình cho nó cái gì mình phải biết là vậy. Không phải cho nó để nó ngồi đấy nó chơi, mà mình phải làm sao để cho nó có một cái động lực để nó đi làm. Chứ ngay cả như là gia đình mình, nói thật mình sang đây mấy chục năm nhưng mà mình gửi về cho bố mẹ mình chẳng bao nhiêu tiền đâu, chỉ nuôi được lo cho được bố mẹ thôi. Mình nói thẳng với các em mà, mình nói mình bảo chị á, các em thời đó chúng nó còn nhỏ, các em bây giờ còn nhỏ, cố gắng học đi, rồi bây giờ chỉ còn lo cho bố mẹ gửi về nhân tiện đấy, thì mình học hành mình kiếm một cái công ăn việc làm mình làm, chứ sau này các em lớn lên chỉ không giúp các em đâu, các em phải tự lo đấy, đó là cái tính của mình đó, chứ không phải là cứ gửi cho đãi tễ và xong rồi cứ nghĩ là ở bên này có nhiều tiền rồi cứ muốn làm cái gì làm, đâm ra tự mình làm khổ, mình làm khổ cả những người ta nữa, đúng không? Người ta cứ nghĩ ỷ vào mình chẳng hạn thế. Cho nên là mình lên xà chỉ giúp cho bố mẹ thôi, chứ còn nữa, anh chị em thì không có giúp đâu. Tại vì có sức có lực phải đi làm chứ. Bên đi chột nó xúi bọn bọn não teo trong nước nên kế hoạch tích mì tôm xăng gạch vỡ như trò trẻ con. À, hôm qua mình xem bạn nào mới muốn lên phải không? Hôm qua lên xả xem có hai thằng nào nó nói chuyện với nhau xong nó xui người ta là dùng axit để hất vào mặt công an. Các cái bọn khốn nạn nó ngu chưa cái chứ. Nó làm như thế, ví dụ người ta bắt được những cái thằng làm như thế có phải bị tử hình ra bị đi tù chung thân là chết mẹ nó, là nó giúp được cho người ta. Nó chỉ cho nên những cái em ở Việt Nam phải hiểu được rằng ấy, chúng nó chỉ muốn làm sao để diễn hài để cho chúng nó ở bên này chúng nó xem thôi, hiểu không? Tại vì nó tức cộng sản nó không làm gì được, cho nên nó muốn dùng, nó bỏ ra vài đồng bạc cho mấy cái đứa trẻ con ấy, rồi tham tiền rồi đi làm những cái chuyện đấy, rồi cuối cùng ai chịu? Đi tù đi tội rồi ai chịu? Mình chịu chứ ạ, à? Đúng không? Mấy cái đồ điên ấy, cái bọn ở bên này nó điên hết rồi. Nên giờ còn xem được một cái clip ngày xưa nó nói là nếu mà cờ cộng sản mà treo ở ở Mỹ ấy, xong bắt đầu á, mình phải lên mình nói, nó họp họp với nhau cái cộng đồng ấy, nó bảo là xong rồi á, ai cũng đi ra bác sĩ để xin thuốc uống, tại vì nói với bác sĩ là khi tôi nhìn thấy cái cờ đỏ đó tôi tăng xông rồi tôi bị điên rồi là khùng, cứ xin thuốc về uống xong bắt đầu đất Mỹ nó mới bị lỗ nhiều quá, thế là nó phải dẹp cái cờ ấy đi,
đấy đấy là cái cách mưu mô của chúng nó đó. Đất nước đang phát triển mạnh, cộng sản của người dân đang nâng cao, rất cần ủng hộ. Như chị Nisa Vũ rất mong bà con Việt kiều nhìn nhận Việt Nam thật đúng để hiểu về đất nước. Thì nói chung là ở đâu cũng vậy thôi các em hiểu không? Việt Nam cũng vậy hoặc ở nước ngoài cũng vậy. Cái gì nó cũng đều có hai mặt cả, mặt tốt và mặt xấu. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế là cái Việt Nam ngày xưa như thế nào và ngày nay như thế nào. Ngày xưa cái xe đạp không có mà đi, không có mà gì bây giờ. Rồi á, bây giờ toàn toàn là phải lo, ngày nào cũng phải lo sức khỏe, đi tập thể dục, buổi sáng nào cứ ra những cái vườn hoa, những cái công viên xem, toàn những người đứng tập thể dục với nhau thôi. Đấy, cuộc sống nếu mà không có cơm ăn, không có gì đấy, làm sao ngay những người ở đây này có được mấy ai mà đi thể dục thể thao đâu. Hay là đâm đầu vào đi làm chết bà luôn. Đúng không? Nói là đi thể dục cái bảo rồi mệt lắm không đi được, rồi đi làm về mệt lắm không đi được. Nhưng ở Việt Nam bây giờ chỉ sợ béo thôi. Rồi phải đi ra công viên rồi đi ra ngoài để tập thể dục thể thao cho gầy bớt đi cho đẹp rồi mua quần mua áo. Lần trước mấy năm trước rồi mình về những cái quần áo mà mang về ngày xưa đó, cái lần đầu tiên mình về đấy thì mang quần áo cũ người ta còn lấy, về sau này em mang quần áo cũ ở đợi đấy không ai thèm lấy đâu chị. Trần Tân chuẩn đó. Chỉ cần 30 giây bảo đảm sạch bóng. Chỉ cần có lệnh thấy bọn phản động là cho phép dân xử lý. Thì chỉ cần 30 giây bảo đảm sạch. Đúng rồi. Chào bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Chúc các bạn cũng vui vẻ nhé. Cuối tuần nhé. Luôn luôn vui vẻ và cười nhiều nhiều cho cái thế giới này thêm mỹ miều. Nha. Ok, như xả nói đến đây thôi. Tại vì cũng còn cái vấn đề gì nữa đâu. Nói đi nói lại thì cũng cái bọn bà que này thôi. Nha, tại mình cũng bây giờ như xả cũng nhiều thời gian rồi. Chuẩn béo kinh khủng đây mà không nhịn ai cũng sợ béo. Mình muốn xuống mấy cân thôi cũng không được. Ngày xưa thì ai cũng người nào mà béo ấy, bảo có phúc hậu. Bây giờ ai cũng sợ béo hết. Mình về Việt Nam ấy, sáng sớm rồi ra. Có hôm ấy, đi trời mưa, đưa đứa cháu đi học, đi cùng với thằng em mà đi qua cái công viên ấy mà trời mưa. Mà các cụ cũng mặc cả áo mưa để tập thể dục. Thấy kinh chưa? Đang có đá bóng rồi. Có được bạn. Đang đá bóng à? Đi xem đá bóng đi. Chào chị, nói đúng, chính xác. Cảm ơn các em nhé. Ngồi em nói tào lao chơi vui thôi. Ai hiểu thì, ai cảm thấy rằng ok thì mình chia sẻ với nhau. Không thì không thích nghe thì thôi. Có bọn ba que nó không thích nghe. Xong rồi nó vào nó chửi tùm lum, nó chỉ chửi nó giỏi thôi. Với bọn đấy nó ngày xưa nó có cái trường, chắc nó có trường đào tạo về phụ tùng cơ thể hay sao. Bọn đấy nó chửi hay lắm, mình cũng thấy nó chửi giỏi thật á. Cả nhà nhớ ủng hộ U23 đang đá vậy à? Đá với ai? Mình cũng đi xem đá bóng. Mình không thích xem đá bóng nhưng mà khi mà bắt đầu khi vào cuộc xem ấy thì là máu lắm. Ai muốn lên đây? Ni Sàng Nguyễn em muốn lên nói chuyện đang áp. Mở VTV6 nhà lấy sao không có. Chỉ có đi đi xem YouTube thôi.
quay quay cái điện thoại quay ngược quay xuôi quay, quay lung tung lên thấy mấy nhiều người nói nhiều bạn nói vậy bên đó ngày làm mấy giờ bình quân làm đi làm phải không nếu mà những người đi làm mà công xưởng ấy thì làm 8 tiếng nhưng mà tùy nếu mà cũng tùy nơi lắm các bạn nhiều người đi làm cho nhà hàng ấy làm từ sáng đến nửa đêm mới về hoặc là làm ca chiều ca gì này kia các thứ à, như con của Lisa thì nó chỉ làm 8 tiếng thôi không có áp được người đẹp ơi vào xong rồi quay quay cái điện thoại xem có được hello chị yêu hello Hà Huỳnh hello các bạn Việt Nam cố lên U23 cố lên Việt Nam máu lắm đang áp á không biết ra được chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu áo đỏ thế đó hâm mộ chị với Duy Nguyễn họ về họ cảm ơn em nhé nói chuyện cho vui thôi à, hy vọng có một ngày à, về Việt Nam gặp mọi người nói chuyện thì quậy đang áp mà không biết có được về Việt Nam xem là mình đi những đâu rồi nhỉ Hà Nội Hải Phòng Hà Nội Đà Nẵng Hội An Quảng Ninh Hòn Gai còn chỗ nào nữa Thái Nguyên đi cũng nhiều lắm trời em gái sao chị ác không được em ơi em thử ra xong em vào lại xem nào con đĩ ba que ni xà phạm ý chị náo lắm kệ nó đi em ơi đừng có nghe nó nữa nhìn chị nghe đúng một lần chị nghe nó chửi bậy nó mất dạy quá thế là từ đấy chị nhìn thấy cái mặt nó là chị tránh chị không bao giờ chị xem nữa nó làm như vậy một phần nó cũng muốn mọi người nhiều người vào xem nó để nó được tiền đó, các bạn biết không khi mà xem một cái nào đấy nó có nhiều quảng cáo ấy, thì những người quảng cáo người ta phải trả tiền ác mà không biết được không được em ơi em thử ra đi xong rồi em vào lại hoặc là quay quay xoay cái điện thoại ngang ra như thế nào đó mấy bạn bạn nói chào Thành Trần Trung chào tất cả chào xin chào Trần Hà chào chị chào em Châu Pha dễ ăn mà không biết nó được nhiều khi nó hoặc là mình không được em ơi tiếp theo rồi em đi ra xong rồi em vào lại em thoát ra ngoài xong rồi em vào xem lại phố Hoa Phượng Đỏ bản lãnh lắm ngày... mình ngày xưa mình ở Việt Nam ấy mình đi học á mình hay trốn học lắm nghịch ngợm cái gái thành phố là làm sao chả biết Lê Sả ở Việt Nam có mười mấy năm rồi không áp được em ơi chị áp rồi mà nó cứ không được rồi chị mời em mà không biết được không chị có về Việt Nam mùa này đến Sơn Mỹ để thấy tội ác của Mỹ Ngụy chị cũng muốn đi nhưng mà không biết sao lười tại đi nhiều quá năm ngoái đi 2 lần rồi đứa con nó cũng đang rủ về đấy nhưng mà chưa về được em cũng ở chân cầu Bính Hải Phòng nè ô về hả à, bao giờ về thì ra ngồi live stream mình rồi
Ra rồi. Ủa sao không được ấy nhở? Ở trong nước thích bạn nói chuyện, ở nước ngoài để các bạn trẻ trong nước hiểu rõ chứ không hiểu. Cho nơi ấy là thiên đường không à? Nói chung là ở đâu cũng phải làm ăn thôi các bạn ơi. Sang bên này thì phải làm nhiều, tại vì cuộc sống nó đòi hỏi nhiều. Ví dụ như là ở Việt Nam thì mình không có xe đi thì mình cũng đi bộ được, hoặc là mình có cái xe đạp mình đi cũng được. Nhưng ở bên này á, ai người ta cũng phải có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nó mình ở thì mình cũng phải làm sao mình phấn đấu như thế. Cho nên cái cuộc sống, cái công ăn việc làm của mình á, nó đầu tắt mặt tối rồi á, phải no đủ thứ, không những khổ về thể xác còn khổ cả về tinh thần nữa. Rồi tiếng tăm ở đây nhiều người không biết chẳng hạn vậy. Rồi đi đâu cũng phải. Sao chị hát áp không được em? Ở đâu nó cũng có cái giá của nó thôi. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình biết nói tiếng Việt thì mình làm ăn, ví dụ như mình chịu khó mình làm ăn thì mình ở đâu mình cũng cũng giàu hết, là cái số phận nữa. Đúng không? Nó còn do cái số phận. Có những người tại sao người ta rất là may mắn, người ta làm được cái này làm được cái kia, tại sao có những người người ta muốn làm mà làm không được, nó cũng tùy thuộc vào cái số phận của mình nữa. Thử 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 áp bạn bạn khác xem, đang áp em đó. Thành Trung hay cái gì đấy, Thành Trần Trung. Không biết có được không, thử xem. Chào Sơn Võ. Chị